Em là Khánh Huyền, học lớp 11 tại trường Trung học phổ thông Lê Lợi. Tôi tên là Hằng, phụ huynh của em Khánh Huyền. Tôi là một cán bộ ngân hàng, công việc tôi rất bận rộn, thường xuyên 9 giờ tối mới về đến nhà. Về nhà không cần về nhà thì đã đến muộn rồi. Nên việc học hành của cháu tôi không bảo ban cháu được, tôi chỉ tin tưởng và nhắc nhở cháu và tự giác học. Và tôi không thể kèm sát sao từng bài học của cháu được. Khoảng thời gian cháu thi từ lớp 9 đến lớp 10, tôi rất căng thẳng. Nhưng khi cháu đỗ vào cấp 3 rồi, chúng tôi càng lo lắng hơn. Đây là giai đoạn chuyển cấp, cháu cần có nền tảng kiến thức tốt và chắc chắn sau này muốn thi đại học. Nên tôi đã cho cháu xác định một lộ trình học tập để sau này tốt hơn cho cháu. Ngoài việc xác định khối học cho cháu, tôi thường đau đầu tìm kiếm các thầy cô giáo dạy giỏi kèm cặp cho con. Trong khoảng thời gian đấy, mẹ con tôi rất là khó khăn. Thương con phải di chuyển nhiều cao trong ngày và những lúc ngày lắng mưa rất là khổ. Tôi cứ mày mò tìm kiếm các phương pháp học tập khác nhau cho cháu. Tôi được chị đồng nghiệp giới thiệu được biết đến khóa học thức người dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 10 như con tôi. Đây là khóa học online lộ trình được các thầy cô lên sẵn. Cá nhân tôi thấy khá chi tiết và bài bản, đặc biệt là khóa học này giúp cho con tôi học chắc chắn toàn diện kiến thức của lớp 10. Khi biết về khóa học này, tôi phấn khởi lắm vì được chị đồng nghiệp giới thiệu, có nghĩa là khóa học này rất hiệu quả vì khóa học được lên lộ trình sẵn. Nên dù tôi không sát sao kèm cặp cháu, tôi vẫn theo sát được tiến trình học tập của cháu. Trong những buổi học đầu tiên, tôi có ngồi quan sát cùng con, thấy thầy cô giảng giải rất tỉ mỉ, dễ hiểu, tạo không khí vui vẻ, khiến con thoải mái học tập. Đây là điều tôi rất phấn khởi vì học mà không thoải mái thì sẽ không hiệu quả. Tôi rất ưng ý và yên tâm để con tiếp tục tham gia khóa học này. Sau vài buổi học khóa học cấp 10, em cảm thấy rất hứng thú trong việc học tập. Các thầy cô giảng bài chi tiết lắm, còn dễ hiểu nữa. Lúc đầu, các anh chị nói trên bảo với em rằng đến cấp 3 không còn học nhẹ nhàng như hồi cấp 2 nữa đâu, mà mình còn phải học, mình còn chuẩn bị thi cho đại học nữa. Mình cũng khá lo lắng. Nhưng sau rồi mình cũng tự tin hơn thì biết được khóa học top 10 sẽ giúp mình nắm vững kiến thức cơ bản để mình có nhiều thời gian và năm học mình học được nhiều kiến thức nâng cao hơn. Em cảm thấy rất vui khi được học khóa học top 10 vì điều đó em có được sự tự tin, định hướng rõ ràng và làm tiền đề quan trọng trong giai đoạn phát triển trung học phổ thông. Và em cũng đã giới thiệu cho nhiều bạn bè cùng biết, các bạn hưởng ứng nhiệt tình lắm. Và cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ vì đã cho con biết đến khóa học tuyệt vời này. Và em muốn chúc các bạn 2005 năm nay có được sự tự tin, học tập thật tốt. Cố lên! Thấy cháu học hành tốt như vậy, tôi rất phấn khởi và thêm tin tưởng vào khóa học top 10. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu khóa học này đến với mọi người giống như chị đồng nghiệp của tôi. Hy vọng rằng sẽ có nhiều khóa học tốt như thế này để phụ huynh chúng tôi yên tâm công tác và yên tâm trong việc học hành của con. Chúc các phụ huynh thành công!